Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. An Nhiên lo lắng Nghĩa sẽ trở về bên Ngân Hà. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của trạm cứu hộ trái tim. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, Ngân Hà mất tích cả đêm khiến bà Hạ Lan và bạn thân, Mỹ Đình, Nam lo lắng. Sáng vừa ngủ dậy, Mỹ Đình nghe Nam báo tin Ngân Hà về nhà rồi, cô thấy nhẹ người. Mỹ Đình rủ Nam đi ăn phở, nhưng bị anh từ chối vì lý do đi hẹn hò với gái xinh. Sáng ra, bà Hạ Lan vào phòng Ngân Hà với vẻ mặt tức giận, đêm qua, chị đi tự tử đấy à? Bà giận vì nếu con gái thực sự đi tự tử thì quá ngu dốt. Nghe tới từ ngu dốt, Hà giận dữ ngược lại với mẹ. Cô trách mẹ mặc kệ con lớn lên, không dạy con cách thông minh, không quan tâm con sống chết, quyết tròn ra sao. Giả sử con có chết đi, thế giới này cũng chỉ bớt đi một đứa ngu dốt thôi. Hà lớn tiếng cãi mẹ. Bà Lan không kiềm chế được đã tát con gái một cái. Điều bà đang giận, đang trách Hà ngu xuẩn là vì nghĩ con gái tự tử. Trong khi đó, Nghĩa và An Nhiên cãi nhau về Ngân Hà. Sau khi nghe tin Hà mất tích, Nghĩa không khỏi lo lắng. Điều này khiến An Nhiên tức giận, nổi cơn ghen. Nghĩa giải thích anh lo cho cô ta, chỉ vì anh là người cuối cùng gặp Hà trước khi Hà mất tích. Anh sợ Hà xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh không tránh khỏi liên đới. Tuy nhiên, là chuyên gia tâm lý, An Nhiên không tin những lời của Nghĩa. An Nhiên nghi ngờ không biết Nghĩa đang lo liên quan đến pháp luật, hay đang là một người chồng yêu vợ, lo cho vợ. Là chuyên gia tâm lý, An Nhiên quan sát biểu hiện và hành động của Nghĩa, cô có thể gần như chắc chắn rằng Nghĩa có tình cảm với Ngân Hà. Lý trí Nghĩa lại không cho phép điều đó xảy ra nên anh cảm thấy có lỗi. Mỗi khi cảm thấy áy náy hay có lỗi, anh lại mua một thứ gì đó để bù đắp cho mẹ con An Nhiên. Nếu nghi ngờ của An Nhiên là đúng, thì Nghĩa sẽ phải sống trong giằng xé giữa con tim và lý trí. Lý trí anh không cho phép mình có tình cảm với Ngân Hà, phải coi Hà là con kẻ thù. Nhưng bao năm chung sống, Nghĩa có vẻ đã có tình cảm với Hà lúc nào không hay. Trong tập tiếp theo, sau khi trở về nhà, Ngân Hà muốn nói hết những gì trước giờ cô kìm nén. Cô quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ về cách bà đã đối xử với mình. Họ có một cuộc trò chuyện dài, đầy nước mắt. Ngân Hà bày tỏ nỗi buồn và sự thiếu hụt tình cảm mà cô đã cảm nhận trong suốt thời gian qua. Bà Hạ Lan, mặc dù vẫn cứng rắn, nhưng lần này đã lắng nghe và hiểu rằng mình cần phải thay đổi cách đối xử với con gái. Dần dần, một sự gắn kết mới bắt đầu hình thành giữa hai mẹ con. Giờ đây không phải là lúc hai mẹ con cãi vã, họ đang đi cùng một con đường, phải giải cứu cho công ty và ông trường. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Nghĩa và An Nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. An Nhiên, với trực giác và kiến thức chuyên môn về tâm lý, càng ngày càng nghi ngờ về mối liên hệ giữa Nghĩa và Ngân Hà. Cô quyết định đối diện với Nghĩa, yêu cầu anh một lời giải thích thực sự về tình cảm của mình đối với Ngân Hà. Trong cuộc trò chuyện, Nghĩa không thể giấu đi sự thật và cuối cùng thừa nhận rằng, dù không muốn, anh vẫn còn tình cảm với Hà, hơn chục năm chung sống, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh khó thể nào không nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Nghĩa cũng khẳng định rằng anh sẽ không để tình cảm này ảnh hưởng đến gia đình mình. An Nhiên cảm thấy tổn thương nhưng cô cũng không còn con đường lùi nào khác, cô quyết định cho mối quan hệ của họ một cơ hội nữa. Liệu rồi sau cùng Nghĩa sẽ chọn con tim hay là nghe theo lý trí? An Nhiên có để yên nếu Nghĩa vẫn còn yêu Ngân Hà? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.